Hello các anh chị, chia sẻ với các anh chị về cổ phiếu SEL nhé. Đối với các anh chị nào chưa kịp tham gia đối với cổ phiếu DG như Phát Đạt hay TCH thì hoàn toàn các anh chị có thể tham gia các cổ phiếu ở nhóm số 2 đang vận động quanh vùng nền và cũng đang có cái cho chúng ta các cái tín hiệu mà đang muốn vượt qua cái vùng nền nhé anh chị nhé. Thì chúng ta có thể để ý đến SEL, điểm mua của SEL là gì? Ở cái vùng quanh cái vùng 23.55 cho tới 23.7 này, anh chị hoàn toàn có thể mua trước 50%. Khi mà có các cái tín hiệu vượt dứt khoát cái vùng này, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tham gia đủ vị thế nha anh chị nhé. Hiện tại thì với cái mục tiêu của SEL thì còn cái mục tiêu rất là dài. Chúng ta có thể kỳ vọng quanh vùng giá 31, thậm chí là chúng ta có thể hoàn toàn kỳ vọng ở trong chung và dài hạn ở vùng mục tiêu là 40 nha anh chị nhé. Ok, cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video này của em. Chúc các anh chị đầu tư thành công.